Chiều hôm nay trả lời cử tri quận Hoàn Kiếm về xử lý công trình 8B Lê Trực, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết là thành phố sẽ cương quyết cưỡng chế phần vi phạm của công trình. Đồng thời người đứng đầu chính quyền Hà Nội cũng nhận trách nhiệm về việc chậm xử lý sai phạm của dự án này. Theo Chủ tịch Hà Nội, ông có theo dõi ý kiến chất vấn của đại biểu và phần trả lời của Bộ trưởng Xây dựng liên quan đến dự án 8B Lê Trực tại kỳ họp Quốc hội thứ Bảy. Ông Chung cho hay, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, thành phố đã giao thanh tra chỉ ra những vi phạm, đồng thời xử lý cán bộ các cấp liên quan. Theo ông Chung, công trình này không phải vi phạm phía trên mà vi phạm ngay từ móng, vi phạm từ tầng hầm lấn ra cả vỉa hè. Do vậy, thành phố đã tổ chức cưỡng chế xong tầng 19. Với tầng 17, 18, Viện Nghiên cứu của Bộ Xây dựng đã thẩm định và cho rằng nếu cắt tầng 17, 18 sẽ không an toàn, nên thành phố đang chỉ đạo đơn vị liên quan tiến hành trưng cầu giám định. Ông Chung nhận định, chủ đầu tư này có nhiều công trình sai phạm trên địa bàn Hà Nội. Có những cuộc họp trên ủy ban thành phố, tôi nói là thực ra mà để đảm bảo kỷ cương phép nước, kể cả phải đập một cái tòa nhà này, phải đập. Bởi vì nó xây sai từ máu, sai từ tầng 1. Thế bây giờ tôi nói các ông chí là nhưng mà chủ đầu tư này có thể nói là rất cùn. Thế và vừa qua chủ đầu tư này ở thành phố này có xây dựng 4 công trình: 93 Lò Đúc, 302 Cầu Giấy, 102 đường Trường Chinh và số 8 Lê Trực. Công trình nào cũng sai phạm, không chương trình nào là không sai phạm. Nên chúng tôi đã quyết định là thành phố chuyển cái 3 cái hồ sơ mà vi phạm của chủ đầu tư này là số 8 Lê Trực, 102 đường Trường Chinh và 302 Cầu Giấy sang công an thành phố để điều tra xử lý theo pháp luật hình sự. Công trình 8B Lê Trực khi xây xong phần thô thì đã bị phát hiện sai phạm so với giấy phép xây dựng. Cụ thể là từ tầng 8 trở lên, phía đường Trần Phú kéo dài phải có khoảng lùi 3,36m so với khối đế. Phần giật cấp đầu hồi phía đông theo thiết kế từ độ cao 44m, công trình giật cấp vào 15m và tại độ cao 50m, giật cấp tiếp 5,3m về phía tây. Nhưng chủ đầu tư không xây dựng giật cấp mà xây thẳng đến mái để tăng diện tích sàn. Đồng thời, chủ đầu tư đã tăng hơn 6.000 m2 so với giấy phép. Hà Nội đã kỷ luật hàng loạt cán bộ vì sai phạm tại dự án này. Tháng 11 năm 2015, thành phố Hà Nội bắt đầu phá dỡ phần sai phạm, gần một năm sau thì hoàn thành giai đoạn 1. Tuy nhiên, sau hơn 3 năm, việc phá dỡ hoàn toàn phần sai phạm vẫn chưa hoàn thành.